Dù đã được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, song chi phí điều trị ung thư với nhiều bệnh nhân nghèo vẫn là gánh nặng. Và thấu hiểu điều này thì Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhân khó khăn. Bệnh nhân Lê Tiến Thịnh, 63 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Cách đây hơn một năm, ông phát hiện ung thư phổi và đã được điều trị hóa chất và xạ trị. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, yếu nửa người bên phải. Đi khám lại phát hiện di căn não. Kinh tế gia đình dựa vào làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã hỗ trợ toàn bộ chi phí xạ trị và tiền giường.